Cô bác quý anh chị thấy một cái hình cầu đen đen ở sau lưng Bùi Hồ không? Đây là người ta mô phỏng lại cái mặt trăng á. Và hình như là cái cục đá này là được lấy từ mặt trăng luôn này cô bác anh chị. Thấy không? Ở mỗi hành tinh khác nhau thì trọng lượng của con người nó khác nhau nha cô bác anh chị. Chứ không phải là ở trái đất mình cân là 65kg thì đi đến những cái hành tinh khác mình không phải là 65kg, mà do cái lực hút của trái đất, do những cái yếu tố khác nữa thì cái trọng lượng của mình nó sẽ khác nhau. Người ta có một cái cây cân đó. Ví dụ như cân ở ngay tại một cái hành tinh này nè, thì cái trọng lượng của mình nó sẽ ứng ở đây đó. Đây mình sẽ đặt chân lên đây và mình cân ở đây. Cô Hồ sẽ bước lên đây nha đó. Cái này trọng lượng của bạn ở trên mặt trăng á, 50.000 năm về trước. Trời ơi. Ở nhưng mà gờ cái cục thiên thạch này giống như nó có một mát mát dễ chịu chị ha. Ở đây người ta cho mình sờ vào nha. Còn những phần nào người ta không cho mình sờ vào, người ta sẽ để cái lồng kính, nhưng mà nó đẹp, nó mát nha. Nó lát giống như là cái cục nước đá của mình vậy á. Giờ thì Bùi Hồ cùng với lại anh chị á tìm một cái bãi đậu xe để lên trên bên kia kìa, để mà lên một cái đài quan sát được cái thành phố Los Angeles. Và chiếc xe đậu ở đây nè, mình phải trả tiền cho cái bãi đậu xe này ha. Từ ở đây có một cái bảng này cô bác anh chị đó. Đó. $10 cho một giờ ha chị ha. Cho một giờ $10 một giờ. Và mình phải trả qua cái trụ này nè. Mình phải quật thẻ hả chị? Để đợi anh này trước đi. Đây là những cái trụ mà có thể trả qua thẻ nè. Giống như là cái cây ATM nhé. Một giờ là $10. Đây là cái vé mình. Mình sẽ để lên xe mình. Bây giờ thì mời cô bác anh chị cùng với lại Bùi Hồ đi lên trên cái đài quan sát hiện tại Los Angeles ha. Cô bác anh chị thấy sau lưng cái chiếc xe ô tô có một cái chiếc xe đạp không? Thì người ta đến đây á, người ta sẽ đậu một cái chiếc xe ô tô, sau đó người ta dùng xe đạp để người ta đạp bộ. Ở đây nè cô bác anh chị thấy không? Bùi Hồ đang leo lên một cái núi, và ở đây là mình nhìn xuống thấy cái thành phố luôn á. Sáng nay thì nắng mà nó không có nóng lắm. Và sau khi lội bộ được một đoạn thì Bùi Hồ cũng đã gần tới cái đài quan sát. Và ở đây cô bác anh chị có thể nhìn qua bên kia thấy cái chữ Hollywood hả? Thời tiết hôm nay nắng mà không khí se se lạnh á, khá là dễ chịu. Ngày hôm nay lại là ngày cuối tuần, ngày hôm thứ bảy chủ nhật. Ôi tuyệt vời ha, mát quá luôn á. Cái đôi cánh trước được chụp hình với đôi cánh ha. Ở không gian ở đây thì gió lên cái cảm giác nó dễ chịu, và thấy luôn gõ cái chữ Hollywood kìa. Cô bác anh chị lại đây sẽ thấy gõ nè. Đây chữ Hollywood kia, thấy không? Còn đây là nhìn xuống thành phố. Tí xíu nữa thì chụp hình sao. Ai mà đi đến Los Angeles cũng đều phải check in được đại lộ danh vọng cũng như là cái chữ Hollywood đó. Hình như là ở đây người ta bỏ tiền vô người ta quan sát,
bỏ tiền đồng vô á. Đúng rồi. Đẹp anh ha, sáng nay như không khí lạnh lạnh dễ chịu. Auto arah kan dia itu. Boleh ha, kalau kita lagi. Họ để một cái bảng là không dẫn thú nuôi vào với lại thức ăn và nước uống hay cô bác anh chị. Ở thứ bảy chủ nhật thì 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thứ hai là 12 giờ đến 10 giờ tối. Ở phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cái con lắc bằng đồng á. Con lắc bằng đồng khá là to. Và ở dưới cái con lắc này cô bác anh chị thấy nó cứ dao động không? Và phía bên kia có những cái trụ nhỏ nhỏ, cái cây nhỏ nhỏ đó, và cứ 10 phút thì cái con lắc này nó sẽ làm đổ một cái cây đó một lần. Và đây là một cái phát minh của một nhà vật lý người Pháp, thưa cô bác anh chị. Theo thông tin vừa hồi được biết thì đây là một cái phát minh nhà vật lý người Pháp chứng minh rằng trái đất nó quay quanh cái trục của nó. Và mọi người đến đây thì tham quan rất là đông, và cô bác anh chị có thể tìm hiểu về cái con lắc này nhiều hơn. Ở phía trên kia cô bác anh chị thấy không, cái trần ở phía kia nó rất là đẹp ha. Vừa hồi không hiểu gì lắm, nhưng mà quay cho cô bác anh chị xem và cô bác anh chị hiểu thêm. Đây là cái con lắc, nó cứ dao động tới như vậy, và đến 10 phút thì nó sẽ ngã một cái cây ở dưới, cây nhỏ nhỏ ở dưới đó. Thôi bây giờ Bùi Hồ mời cô bác anh chị cùng di chuyển ha. Cô bác anh chị thấy mặt trời nó giống như là nó chiếu đến đâu thì ở một bên là ban ngày, một bên là ban đêm, cái phần khuất là ban đêm, cái phần sáng là ban ngày á. Và ở đây người ta để đây cho cô cho mình xem ha. Và khi mà trái đất nó quay ở đây thì cô bác anh chị thấy ở dưới này nó di chuyển không? Hả? Ánh sáng nó di chuyển theo á. Ở đây thì nó là một cái đài thiên văn và là một cái đài quan sát á. Và đây là ngày 21 tháng 3 nè, nó cứ di chuyển nè. Ở đây nói về sự ngày và đêm á. Nói chung thì Bùi Hồ cứ chia sẻ ở đây đó giống như là cho mình hiểu thêm về cái thiên văn á, về sự ngày và đêm, rồi trái đất di chuyển quay quanh mặt trời, rồi trái đất tự quay quanh nó, rồi thời gian trong một năm hả. Và đây nè cô bác chị thấy rõ đây nè, ở trong này có một cái trái đất nó tự quay quanh nó, và khi nó quay thì ở trên đây nó có cái hiệu ứng chỉnh đổi. Nói về thiên văn thì bao la, thiên văn vũ trụ thì phải nói mình nói là đây là mặt trời, ngoài kia là trái đất, ở ngoài là mô phỏng về trái đất, và trái đất thì quay quanh mặt trời các bác chị. Có một cái nhà vật lý Galilei là ông cho rằng là dù sao thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời, và lúc đó cái thuyết của ông rất là nổi tiếng. Và khi mà ông đưa lúc đó thì mọi người cho rằng là cứ trái đất là trung tâm á, thì sau này ông đổi lại là mặt trời nó mới là trung tâm. Thì khi mà ông lên một cái vàng hỏa thiêu, và trước khi ông mất thì ông nói là dù sao thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Hình như là Bùi Hồ nhớ không gành lắm, có thể là ông tên là Galileo hay sao á. Hay qua đây hả cậu anh chị? Đây.
máy trái đất không những là quay quanh mặt trời mà trái đất nó còn tự quay quanh nó luôn nha. Nó tự quay quanh nó, bản thân nó tự quay quanh nó và nó sẽ quay quanh mặt trời luôn. September le all start agutte. Mặt trời là trung tâm và trái đất cứ quay quanh. All right, why am I talking about that? Because the sun has an atmosphere. Yeah. What is it called? Anybody know what the atmosphere is called on the sun? I'll give you a big hint. No children, right? All right, I'm not a beer drinker. But what would you consider to be the beach beer? Anybody? Corona. Exactly. Corona, right? Đây là bảng tuần hoàn của nguyên tố hóa học, mà nếu như mà các bạn mà học đều biết một cái bảng tuần hoàn này, ví dụ như ở trên là hydro nè, ở dưới này liti, rồi natri, kali, magie, rồi canxi, bari nè. Đây là một cái bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học thôi. Cái hướng này mình nhìn xuống thành phố nè. Nhìn thấy đẹp ha cô bác anh chị. Đó, bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Có điều đáng tiếc là vừa hồi không có đem đồng xu nhỏ nhỏ để mà quan sát cái thành phố. Ồ, đẹp ghê á. Nhìn đẹp ghê á. Ở đây thì mình có những cái ống dòm để mình nhìn xuống thành phố á. Và mình muốn dòm được là mình phải có những cái đồng tiền xu á. Đồng tiền nhỏ nhỏ để mình vòm. Ở đây rất là nhiều người mình ở dòm nè. Đây là một cái mô hình thu nhỏ của khu vực mà mình nãy giờ Bùi Hồ cứ lang thang tham quan ở trong này, cô bác anh chị. Yeah. Có nghĩa là người ta sử dụng những cái kính để mà làm cái ông dồn lớn á. Cái này là người ta sẽ mô phỏng, đây là nguyên một cái khu vực mà đồi núi nè. Mình mới lang thang ở trên này. Là Bùi Hồ đang ở khu vực này nè. Cái này là chắc có lẽ là các loại kính để mà người ta nhìn trái đất. Ống dòm á. Nó to lắm. Đây là những cái ống kính thiên văn á, người ta để nhìn cô bác anh chị. Đơn giản là giống như là cái quá trình hình thành của cái ống kính này á. Đây là những giống như là những cái bản phát thảo đầu tiên. Còn đây là nhà bác học rất là nổi tiếng Isaac Newton ha. Bác anh chị thấy một cái hình cầu đen đen qua sau lưng Bùi Hồ không? Đây là người ta mô phỏng lại cái bậc trăng á. Và hình như là cái cục đá này là được lấy từ mặt trăng luôn nè cô anh chị. Thấy không? Thật ra là mình nhìn ở từ trái đất mà nhìn thấy mặt trăng nó rất là đẹp, hình
tròn rồi trăng tròn trăng khuyết, nhưng mà mình lại nha, người ta mô phỏng lại mình cái mô hình mặt trăng, và trên cái bề mặt của cái mặt trăng á nó lồi lõm chứ nó không có phẳng và đẹp giống như mình tưởng tượng. Và trăng không phải là của hàng vật tử ngày xưa. Cô báo chị nghe hàng vật tử nói là ai mua trăng tôi bán trăng cho nha. Tại đây là cái một cái mô hình mặt trăng ngay tại cái viện bảo tàng này người ta mô phỏng lại. Và chắc có lẽ là phía dưới của vườn đây là người ta sẽ lấy một cái cục đá trên cái mặt trăng đó, người ta đem về đây để cho mọi người quan sát ha. Đây, mặt trăng đây nè, thấy không? Quay gần gần tí xíu đi. Có mặt trăng nó đang quay á. Còn đây là cái cục đá nè. Để cận cảnh đi. To đùng luôn ha. Đây là hình ảnh về một cái phi hành gia đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên á. Ôi em 40 cân hả? Nên nặng đây mình nặng bao nhiêu? Nếu mà mình đứng lên trên mặt trăng á mình nặng bao nhiêu ký mình đứng lên đây? Đây là một cái hình vuông, nó giống như một cái cây cân nha. Bùa Hồ sẽ bước vào đây nha. Cái này trọng lượng của bạn ở trên mặt trăng á, đúng không chị ha? Dạ, đúng rồi. Đó, đây. 25 pound. Lên mặt trăng này cái trọng lượng của mình nó sẽ nhẹ xuống, bớt lại. Tại vì cô bác chị biết là trái đất nó có lực hút mà. Có lực hút mà. Thì lên mặt trăng á. Nhìn đẹp ha. Không ngờ là làm này hay ghê ha. Còn mô phỏng cả một cái hơi mặt trời luôn. Rồi ở đây là cái mô hình của mặt trăng mà người ta có một cái giống như cục đá mà ta đem từ mặt trăng đem về và ta triển lãm ở phía bên kia. Đi qua bên kia tiếp tục thôi. Phía sau bên của bờ hồ cô bác chị thấy người ta mô phỏng là những cái ngôi sao á. Người ta mô phỏng lại các ngôi sao nè, như là ở đây cái khu vực này là của trái đất nè, cô bác chị thấy không? Đi trên bàn trước. Ôi nhìn đẹp quá ha. Đây người ta sẽ mô phỏng hoặc hình lại với các hành tinh quay quanh hệ mặt trời á. Các hành tinh quay quanh hệ mặt trời. Và bên đây là các hành tinh của cả trái đất mình ở đây. Ôi trời, nhìn thấy nó lớn ghê hơn. Và Bùi Hồ chia sẻ như thế này. Đây là các hành tinh ở trong cái hệ mặt trời của mình á. Cái trọng lượng của Bùi Hồ như tại trái đất thì khoảng 65 kg đó. Thì đổi lại đơn vị bao thì nó khoảng trong mấy chục bao á. Và ở đây người ta có một cái cây cân đó. Ví dụ như cân ở ngay tại một cái hành tinh này nè, thì cái trọng lượng của mình nó sẽ ứng ở đây đó. Đây mình sẽ đặt chân lên đây và mình cân ở đây đó. Và mỗi hành tinh như vậy thì cái trọng lượng của mình nó sẽ khác nhau, nó không có giống nhau như cô bác đó chị. Và đây là cái trái đất của mình ha, trong cái hệ mặt trời. Và theo Bùi Hồ được biết đây là cái trái đất này cô bác chị và tất cả các hành tinh ha. Và nếu như mà cái mỗi hành tinh khác nhau thì cái trọng lượng của mình nó sẽ khác nhau. Và khu vực nào mà cái hành tinh nào mà nó gần cái hệ mặt trời nhất á thì khu vực đó là sẽ nóng nhất, và hệ mặt trời thì nó sẽ lạnh hơn. Bây giờ Bùi Hồ mới vượt căng ở một cái hành tinh ở phía bên kia. Giờ lên đây căng thử nha. Đây là trái đất này cô bác chị thấy ở trên này không? Đây đó, thì 100 mấy pound này là ngay tại cái hành tinh ngay tại trái đất á. Đó, đẹp quá. Đây là một cái thước phim khá là đặc biệt của Bùi Hồ ngay tại Mỹ để chia sẻ cho cô bác của anh chị biết về cái đài quan sát cũng như là thiên văn địa lý cho cô bác của chị biết ha. Người ta sẽ mô phỏng lại những cái mô hình để cho mình hiểu thêm về thiên văn. Đi thôi. 4 động đất ở North Street nữa. Đây là người ta sẽ nói về một cái lịch sử ở ngay tại cái thành phố San Francisco một tí xíu.
là năm 1906 thì độ động đất của nó là lúc 5 giờ 12 sáng thì nó phải bị 7.8 Richter, thì lúc đó thì nó sẽ tàn phá như thế này. Đó, những cái hình ảnh nó sẽ tàn phá như thế này. Và đây là một số sự rung chuyển của động đất, và có những cái cầu nó sẽ đứt đôi ra luôn. Và câu bác anh chị là, và người ta sẽ đo cái độ đất động đất thì người sẽ đo bằng như thế này. Và người ta khi mà lúc nãy thì bùa hộ đứng là người ta có thể dậm lên như thế này, và người ta đo được một cái biên độ của sự động đất á, đo được cái biên độ nó ở tại cái chỗ này đó. Bình thường thì cái độ biên độ dao động nó bằng phẳng, nhưng mà khi mà mình dậm càng lớn á thì để đo cái độ động đất á, thì nó sẽ dao động, cái cây này nó sẽ dao động. Dạ. Yeah. Còn đây là cái trái đất. Dạ. Yeah. Trái đất nó không những là quay quanh hệ mặt trời mà nó bản thân nó cũng tự quay quanh, và nó không phải là một trục đứng mà nó khoảng nghiêng nghe các anh chị. À. Nãy giờ thì mình tham quan được gì? Trái đất rồi mặt trăng ngũ đứng, rồi sau lưng của người hồ đây là trái đất. Trái đất nó đang quay, bản thân nó đang tự quay, và phía trên là bắc cực không biết là đang quay tự quay nữa. Đó, thì rất là nhiều thiên hà, giải ngân hà, giải thiên niên hà gì đủ thứ hết á. Ủa, cô bác anh chị là người ta sẽ mô phỏng cái những cái hành tinh quay quanh mặt trời thì nó như thế nào. Và mỗi khi mà ở mỗi hành tinh khác nhau thì trọng lượng của con người nó khác nhau nha cô bác anh chị. Chứ không phải là ở trái đất mình cân là 65kg thì đi đến những cái hành tinh khác mình không phải là 65kg, mà do cái lực hút của trái đất, do những cái yếu tố khác nữa thì cái trọng lượng của mình nó sẽ khác nhau. Thôi bây giờ mình đi thôi. Đây là một cái thiên thạch rớt xuống trái đất. Hình như là nó khi mà thiên thạch nó rớt thì nó để lại một cái lỗ to như thế này. Đó, một cái hố rất là to ha. Và đây là các đá thiên thạch nè. Hình như là có một cái thiên thạch rớt xuống và lủng một cái mái nhà của ông này. Rồi sau đó thì bà này bà bị thương luôn hay sao? Theo hình ảnh thì vừa hồ nghĩ vậy á. 122kg. Cái này là một cái thiên thạch 122kg. Trời ơi. Ô, nó lạnh lắm. Ô, mình gờ tay vô đi, nó lạnh lắm. Ô, nó mát không chị? Ô, nó lạnh lắm nha. Sắc. Ừ, cái cục nhỏ xíu vậy mà nặng 122kg là biết nó nặng cỡ nào à. Ồ, nó là sắt. Nó là một kim loại chứ không phải là đá. Dạ, nó là kim loại á. Và đây là các thiên thạch khác nè. Cái này là 395 pound. Và nó nặng là 179-180kg. Cái cục thiên thạch này thì nó tròn hơn tí xíu. Cái này 50.000 năm về trước. 50.000 năm về trước. 50.000 năm. 50.000. Trời ơi. Nhưng mà gờ cái cục thiên thạch này giống như nó có một mát mát dễ chịu chị ha. Ở đây người ta cho mình sờ vào nha. Còn những phần nào người ta không cho mình sờ vào, người ta sẽ để cái lồng kính, nhưng mà nó đẹp, nó mát nha. Lát giống như là cái cục nước đá của mình vậy á. Hay ha. Và đây là các cái thiên thạch. Và đây là người ta sẽ có một ống dồn cho mình để mình vồn cái thiên thạch. Đây, cô bác cái chị dần thử nha. Đây, dồn vô tí xíu. Có nghĩa là người ta phục đại rất là nhiều lần để mình coi cái cấu trúc của thiên thạch. Và đây là một cái cục thiên thạch mình được tìm thấy ở Mexico. Đây là một cái tiểu bang Mexico, New Mexico á. Mexico bên Mỹ, Mỹ Tây Cơ. Dạ. Thì nó giống như là một
đợt mưa thiên thạch á, và nó rất là nhiều thiên thạch nhỏ li ti như thế này nó rớt xuống hồi năm 1969 á. Và đây có một cái thiên thạch này nó rất là lạ luôn nè. Ở đây thì người ta sẽ nói về cái khi mà thiên thạch từ cái vũ trụ nó rớt xuống trái đất á, thì cái tốc độ của nó nè khoảng 20 km trên một giây, và khi mà nó ma sát với không khí thì nó sẽ tạo nên một cái ánh sáng như thế này. Ở cô bác anh chị biết là 21 giây thôi, từ ngoài vũ trụ nó rớt vào là khoảng 20 km trên một giây, là 12 mai trên một giây. Còn đây là những cái ống kính để mà mình quan sát nha. Khi mà mình đứng ở trên này á thì mình mới hiểu rõ là vì sao họ lại để những cái tấm và có nhiều ngôi sao như vậy. Thì thật là ở đây là có rất là nhiều cái kính á, để cho mà khi mà khách du lịch tới đây họ tham quan thì họ có thể nhìn vô cái ống kính này để mà họ quan sát những cái vì sao thông qua những cái ống kính. Không biết thì cấu tạo mỗi ống kính nó có giống nhau không? Cô bác anh chị xem thử nha. Để buồn đây, cô bác anh chị xem thử. Không thấy gì không? Nó mờ quá. Và như vậy là Bùi Hồ vừa chia sẻ với cô bác anh chị biết cái đài quan sát, cũng như là quan sát những cái thiên văn ở trong một cái giống như là một cái viện bảo tàng vậy đó. Người ta triển lãm cho mình quan sát để mình hiểu thêm về thiên văn vũ trụ. Và bây giờ hành trình tiếp theo là Bùi Hồ sẽ đi đến Kinh đô điện ảnh Hollywood.